trồng rau với cái loại đất đã trộn sẵn, là cái loại đất của mình đây thì nó có tên là đất đồi đỏ trộn phân cỏ các bạn nhá. Còn đây là cái chậu mình dùng chậu đất thông minh, chậu này rất là to, nó có lưới thông minh để thoát nước này đấy. Ở bên dưới này thì nó có cái lối thoát nước nên mình không lo bị ngập úng. Cái chậu này kích thước 50-50 và chỗ này là chậu giống. Mình mua giống này thì có 10.000 thôi, bao gồm có 3 cái cây tía tô này và một bó rau mùng tơi. Đây, chỗ này giống này mình chỉ mua mất có 10.000. Bây giờ mình sẽ thực hành cho các bạn luôn. Đất này thì mình là đất dinh dưỡng rồi nên là mình chỉ cần cắt ra đổ vào chậu trồng cây giống thế là. Một chậu này có lẽ phải cần đến 2 bao đất. Mình đã chuẩn bị sẵn 2 bao rồi. Thấy chưa? Đất nó tơi xốp như thế này. Và tuy nó tơi nhưng mà nó vẫn có các cái cục cục ấy. Đất nó cũng không có giá thể đồng nhất. Bởi vì khi mà đất mà mịn quá hoặc là nó không có các cục này ấy, thì sau này thì nó sẽ hay bị dí đất hoặc là bết đất. Cái loại đất này thì theo quảng cáo nó là đất đồi đỏ trộn phân thỏ. Mà đất đồi thì nó sẽ dễ nhanh thoát nước này, không bị bết dính khi mình tưới nhiều hoặc trời mưa to. Nếu các bạn gieo cây con thì mình chỉ cần gieo trực tiếp lên cái chậu này thôi, mình trồng cây cho nó nhanh. Tưới nước là đất nó thấm luôn xuống, thấm nước rất là nhanh. Các bạn yên tâm, tưới nhiều thì dưới cái đáy chậu này nó cũng có một cái khoang chữ nước rồi nên mình không bị lo là tưới nhiều quá. Đấy, thế là xong, mình chỉ đợi khoảng độ tháng nữa là mình thu hoạch. Các bạn lưu ý nhé, trong quá trình trồng khi cây ra rễ 2-3 lá thì nên bón thêm cái phân thỏ này. Bạn có thể làm cái phân thỏ này đây, các bạn có thể hòa vào trong nước ngâm 24 tiếng, xong rồi là khi cây nó ra lá thật các bạn tưới dưới gốc này cho cây. Mấy hôm nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tưới chăm bón cây nha. Bây giờ là quá trình trồng rau của mình thế là xong, chỉ cần mất 10 phút bạn đã có một chậu rau rồi. Để mình kiểm tra xem là cái độ pH của đất này là bao nhiêu các bạn nhé. Thường người ta sẽ bảo là pH thích hợp trung tính để có thể trồng rau trồng cây là từ 6 đến 7 độ. Mình cắm xem là cái đất này pH nó là bao nhiêu. Thế là đất này thích hợp để trồng rau trồng cây các bạn nhé. pH trên 6, trong khoảng 6 đến 7 là phù hợp để trồng cây rồi. Các bạn đợi mình nửa tháng nữa mình sẽ cho các bạn xem rau của mình nha.